Hôm nay em xin cảm ơn chương trình đã mang tới những cuốn sách quý giá này đến cho học sinh chúng em. Những lời nói hôm nay của những người đi trước sẽ là một nền tảng vững chắc cho thế hệ chúng em khởi nghiệp và sánh vai với các cường quốc năm châu. Một cái chương trình thật là ý nghĩa. Em rất cảm ơn chương trình đã đem đến những cuốn sách đầy ý nghĩa để cho sinh viên tụi em có một cái nền tảng kiến thức để bước ra trường và lập nghiệp. Tinh thần rất là vô giá. Ngoài cái giờ thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao thì trong những cái thời gian nghỉ phục vụ cho anh em nghiên cứu và đọc và sẽ hiểu thêm về cái kiến thức về cuộc sống, từ đó là càng thêm yêu quý hơn cái tổ quốc Việt Nam của chúng ta.